dù đã xác định với Thảo, nhưng Long vẫn có chút tiếc nuối vì những hiểu lầm với Vi. Và nếu như những hiểu lầm đó ngay từ đầu được hóa giải, thì kết cục của câu chuyện có lẽ sẽ không xoay chiều. Liệu anh chàng sẽ chọn cho mình một kết thúc như thế nào vào ngày mai? Brad ngày càng tỏ ra xa lánh Diễm khi ngờ vực cô nàng là cặp người bí ẩn. Liệu Diễm và Nhân có thể giấu được cho đến cuối cùng? The Beach House Resort, một điểm cắm trại dã ngoại tuyệt vời dành cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là dành cho giới trẻ. Đêm đã rất khuya, các thành viên đều đã đi ngủ, còn Brad thì vẫn chờ một người. Còn nhớ Brad đã từng nói: "Hôm qua, hôm nay khi Brad nói chuyện với Jim, Brad là Brad một chút cảm thấy Jim là đang chơi. Brad cảm thấy như vậy." Bây giờ Jim là chỉ đang chơi thôi. Phải chăng cuộc hẹn này là để Brad giải tỏa những nghi ngờ của mình? Mai mấy giờ đi? Mai? Mai đi về phải không? Nhưng mà anh là về khoảng 5 giờ rưỡi. Hôm nay có vui không? Dạ. Yeah. Hôm nay có vui không? Vui, buổi tối vui. Nhưng mà em nhắn cho là em nói là em không biết này. Thì buổi tối vui, chiều không vui. À, chiều không vui. Sao chiều không vui? Chơi một mình. À, chơi một mình là chiều. Em à? Nhà mai là ngày hết phải không? Đúng rồi. Next time, ngày cuối. Cảm ơn. Tối nay là đêm cuối. Đêm cuối phải không? Finish. Tối nay, last night. Bây giờ im sinh là ai là thiết thắng. Tại sao? Ai thích ai hả? Em xin là mọi người á? Ừ. Long thích Thảo. Long thích Thảo à? Cười. Em bảo Vi á? Ờ. Thì Vi cũng thích Long mà. Vi không thích Long. Không thích Long. Vi Pila thích ai à? Pila không thích Bếp bố. Vì thích Long. Vì cũng thích Long. Ừ. Còn Thảo nữa. Thảo thích Long. Thảo cũng thích Long. Mà Long là em xin là thích Thảo. Dạ. Rồi sao? Nhân là? Nhân sao? Nhân thích ai? Nhân thích ai? Không biết. Nhân thích ai hả? Dạ. Em suy nghĩ là Nhân thích ai? Em suy nghĩ. Không biết. Không biết à? Không biết. Không phải biết à? Không biết. Anh không biết đâu. Anh biết không? Biết chứ. Nhân là không biết. Không biết. Không ai thích Diễm à? Không ai thích Diễm. Thôi có. Sao rồi? Không biết. Sao nhìn mắt buồn vậy? Không ai thích Diễm à? Brad thích Diễm à? Đã thích Diễm à? Đúng không? Tại vì không ai thích Diễm.
Thôi không được. Không ai thích nhiễm đâu, thích ra thích nhiễm này thôi hả? Ờ, cái này là buồn à, buồn hôn à? Ừ. Cái này là nếu như vậy là buồn hôn. Buồn hôn là gì? Buồn hôn, buồn cảm thấy buồn hôn. Buồn không hả? Ờ, buồn hôn. Buồn chứ? Buồn chứ? Bên là thiệt hại. Huyền hả? Ờ. Thích ăn. Thì phải biết à? Dạ. Phải biết rồi. Biết à? Rất biết à? Phải biết là cảm thấy như vậy. Sao rất không nói chuyện với Huyền? Huyền à, Huyền dễ thương. Huyền dễ thương à? Bà dễ thương bà. À, thuốc là bây giờ em, bà ăn. Không có nói nữa. Không nói nữa. Đi về nha. Không có nói nữa. Fred mà. Tất cả biết rồi. Biết rồi hả? Tất cả hiểu rồi. Hiểu rồi hả? Con em. Con em á? À, cô em. Con em. Con em hả? Hiểu gì ta? Mai gặp hả? Gặp cùng nhau này. Ok. Mọi người luôn. Đúng không? Ồ, mọi người bà Trinh. Mai gặp. Mai về sớm nhé. Ok. Nhắn tin cho đáp. Dạ, em chưa? Dạ. Couple bí mật. Ai hả? Couple bí mật. Đâu bí mật hả? Là ai hả? Ờ. Đáp đoán là ai? Fred là xưng là Fred là chắc chắn Fred muốn cứu couple bí mật. Muốn gì? Muốn help. I giúp, want giúp hả? À, giúp. Okay. Fred muốn giúp couple. Chắc đôi mà. Cảm thấy bí mật. Nhưng mà con trai là ai? Nhân. Ở về sẽ như vậy. Nhân. Nhưng mà Fred chuyện đó là không nói với ai. Không nói với ai hết hả? Ừ. Chị mà. Dạ. Chị mà. Em á? Ờ. Em sao? Em là cảm thấy bí mật hả? Không biết. Gosh. Sao? Mai biết. Tối mai biết. Nếu mà chim là chim nuôi không biết Fred là không trốn chim. Không biết à? Không biết. Anh Rat là một người mà mình cảm thấy là an toàn nhất trong những chàng trai. Và nhưng mà nếu mà đặt vào tình cảm và yêu đương thì chắc là anh Rat chỉ là một người anh có thể hiểu được tính cách của mình và chia sẻ và nói chuyện hợp với nhau thôi, chứ không phải là tình cảm trai gái. Và mình hy vọng là sau chương trình này mình muốn anh Nhân hiểu được là tình cảm của mình dành cho anh Nhân như thế nào. Sáng nay, các thành viên đã thức dậy từ rất sớm để đón bình minh trên biển. Brad có một cuộc họp đột xuất nên buộc phải tạm biệt các thành viên và sẽ quay lại vào buổi chiều. Bye, homie. Kể. I just see. Kể. I just see. Bye. Bao nhiêu đâu? See you. See you. See you. Tôi đang khai. See you. See you. Bye. 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 Nhớ quay lại. Còn nhớ, Long đã rất nhiều lần muốn được nắm tay Thảo mà không được.
Rồi mượn tay họ. Cuối cùng thì đến sáng nay hai người cũng đã nắm tay nhau. Cầm cho giữ rồi không nhận ra. Hôm qua anh rủ Vy ra nói chuyện. Thế là xong rồi có anh ngồi cả buổi ngồi bàn về cặp đôi viên. Anh rủ Vy luôn á? Ừ. Ghê thật. Anh rủ Vy tại vì anh muốn nói chuyện. Anh phải nhắn tin anh xin phép rằng là mệt. Anh gọi anh nhắn tin cho em từ lúc trước đấy nhưng mà anh không thấy em trả lời. Thì em đi ngủ thì anh hay tưởng gì em ngủ. Thì lấy lỗi anh nhắn tin, anh mới kể là anh gặp Vy. Xem ra Long đã phải khai báo mọi hành động của mình cho Thảo biết. Đổi lại, Long đã được cùng Thảo tay trong tay đi trên bãi biển trong ánh bình minh sáng nay. Ngày hôm nay, các thành viên sẽ có những cuộc hẹn cuối cùng trước khi bước vào giây phút quyết định. Lượt đầu tiên, các chàng trai sẽ được chọn cô gái mình muốn hẹn hò. Mặt cũng khó chịu quá nhỉ? Phát cho fan, phát bây giờ fan. Mình chọn gặp Thảo tại vì mình muốn thêm một lần nữa khẳng định cái sự lựa chọn của mình đối với Thảo. Thì mình muốn nói chuyện với Thảo để còn những cái gì mà khúc mắc gì Thảo đang cảm thấy chưa hoàn toàn tin tưởng của mình thì qua cái buổi gặp đó mình mong là Thảo sẽ hoàn toàn hiểu mình. Có một lời cuối cũng nói em. Em đi về nhé. Sao cái yên này nó cao quá ta? Cao quá thì hạ đi xuống. Nếu như mà có một người chọn em thì phản ứng của em sẽ như thế nào? Phản ứng của em á? Giả sử có người chọn tỏ tình em á. Ờ. Thì em rất bình, có nghĩa là nếu mà tỏ tình em thì nó hơi sẽ bất ngờ lắm. Thì em vẫn sẽ có cho cơ hội để sau chương trình mình có thể tìm hiểu nhiều hơn. Vì bây giờ trong khoảng thời gian 7 ngày nó đâu có nói chắc được cái điều gì đâu. Hôm nay là ngày cuối rồi. Thì ví dụ ai thích mình hoặc như thế này thì mình vẫn sẽ mở lòng cho người ta cơ hội này thôi. Cú chót hả? Ừ. Giống như là cú chót đúng không? Ừ, các bạn cú chót nhưng mà kiểu bởi vì mình thật ra mình do mình không mở lòng ra thì sao mình biết được mình có hợp với người ta hay không? Chẳng qua là do mình chưa từng mở lòng thôi. Hôm nay nói chuyện với Nhân thì Nhân có chút gì đó gọi là nghiêm túc hơn mọi ngày. Thành thật mà nói thì mình khi mà những ngày qua ít tiếp xúc với Diễm và mình tiếp xúc với Vy, với mọi người nhiều hơn, nhất là Vy, thì mình cảm thấy có một chút gì đó gọi là hơi rung động. Nhưng mà trong lúc đó mình vẫn tỉnh táo và mình vẫn kiềm chế được. Đó là những cảm xúc rất là thật. Nhân đang đặt tình cảm nhiều hơn vào cái điều mà Nhân đang nghĩ, đang muốn làm. Nên là mình thấy Nhân hôm qua và hôm nay có được hơn những ngày trước. Có vẻ chừng, suy nghĩ có vẻ chững chạc và không có kiểu mà đùa giỡn hoặc là kiểu trong lời nói nó có một cái đó là con nít cả. Đang gọi là Nhân đang rất là nghiêm túc trong cái việc mà sẽ chọn ai để tỏ tình vào tối nay. Lúc mà đến nhìn anh đã mang một tâm lý rất là nặng nề rồi. Anh chỉ muốn vô đây để vui, để giải tỏa được tâm lý, để có thể đỡ buồn thiếu. Nhưng mà cuối cùng ha, anh đi quay về mỗi tối nằm nhớ bạn gái như thôi. Thiệt ra là vui hay buồn là do kiểu cái suy nghĩ của mỗi người thôi. Mình thấy nó vui thì nó sẽ vui thôi. Thôi em đừng nói vậy. Nói vậy thì nó cũng không đúng. Nói vậy thì đúng, nói gì trên lý thuyết, trên lời nói là đúng đó.
Nhưng mà còn thực hành thì không bao giờ là đúng. Bây giờ xong chương trình này có xem anh như là anh trai mưa không? Anh trai không có mưa. Anh trai mưa nó như anh trai giống nhau không gì? Khác chứ. Mưa ướt lắm. Mưa ướt lắm. Anh trai. Sao anh cảm thấy em hưởng? Tối nay em sẽ cho anh chơi cái trò đó tiếp. Mặc một cái nó xuống đầy luôn. Càng khen mới phải giữ em lại. Chết. Fan. Gì fan? Fan có muốn là từ fan trở thành girl fan không? Girl fan. Girl fan. Thì nói là đó, tối nay em sẽ cho anh chơi trò đó tiếp. Nếu mà anh chạm đúng thì em mới đồng ý. Đúng. Tất nhiên sẽ không bằng tay phải nha, tại tay phải em có cái móng này. Nhìn là rồi biết liền. Ngón tay dài dính đất này. Thì anh tự thích cậy 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 rồi nếu mày thấy có đất thì mới biết là em. Mất nước. Ê mà sao em với anh em thấy càng ngày càng giống homie á. Hả? Anh theo định nghĩa homie rồi như thế nào? Homie là bạn. Thì em không nghĩ là vấn đề là khi yêu hai người thì phải là bạn với nhau thì mới nói chuyện được. Thế ừ, chứ bây giờ chẳng nhẽ đến lúc đấy là mỗi đứa một phách không nói gì với nhau à? Người yêu cũng là bạn mà, nhưng mà nó bạn nhiều thứ khác, không phải là bạn bình thường. Cuối cùng đã hết một tuần. Ngày mai có chơi chung không? Hả? Ngày mai có chơi chung không? Ủa? Hỏi gì kỳ vậy? Ừ. Ngày mai đi chơi sao? Cái quan trọng là ở em thôi. Em có muốn ngày mai chơi chung không? Em có muốn là không chỉ ngày mai, rồi sau này chơi chung không? Anh hiểu miệng không? Ngày nào? Anh hiểu miệng á? Anh hiểu gì? Anh không hiểu miệng đâu, anh chỉ là nhiều lý lẽ. Tức là ai nói cái gì anh cũng có thể cãi được. Nhưng mà anh hứa là em nói gì anh sẽ bớt cãi lại. Cái mặt em trông rất là ghét đấy. Là kéo chứ. Ok. Để tao coi. Không, không phải là tui, để tao coi. Nhanh ha. Ngày đầu tiên đến là em còn nhớ anh mặc áo màu gì không? Đen màu xám vậy. Sao không nhớ được? Em là mặc áo sơ mi trắng không? Hở vai, hở đầu, buông. Chào bạn. Là anh đúng không? Ừ, là anh. Dạ. Em thấy nhiều người làm, em không biết phải là anh hay không. Anh đang làm cái gì vậy? Anh đang... bên này mới thuê anh làm bếp, anh đang làm bếp. Đúng rồi, anh là định làm món cho mọi người ăn ngày hôm nay này. Đầu tiên lúc em đi vào đây tưởng em là nghề nghiệp của em sẽ là kiểu như là fashionista rồi các thứ này kia, hỏi ra mới biết là cô giáo. Trời ơi, anh lỡ một đứa cái đoạn này nữa thì sao? À thế anh... cô giáo ăn mặc cũng chất đấy. Nói chung là gió mát quá. À. Đang định nói, đang chuẩn bị okay. Deep nói thì bắt đầu gió mát quá. Xin lỗi Hồng My, nói đi. Trời. Là... kết thúc chương trình thì dù gì cũng có một cái khoảng thời gian tìm hiểu nhẹ nhau thì nói chung là càng lúc đầu tiên á, anh nghĩ em rất khó chiều và bây giờ vẫn thế. Ủa vậy anh đâu cần phải nói là lúc đầu tiên như bây giờ. Nhưng mà như thế thì nó mới có cao trào. Okay. Như thế em mới cười được. Okay. Tại vì anh thích em cười. Lại cái mặt đấy. À, tiếp tục. Nhưng mà có một cái điểm anh thích em nhất, đó là
những cái lúc nào mà nói chuyện về vấn đề tình cảm ấy thì em đều nghiêm túc, chứ em không nhây. Tại vì anh cần những cái như thế. Những lúc đi chơi tinh cần giải tỏa stress thì có thể là mình nhây, mình giỡn cho vui. Nhưng mà khi nào mà nói chuyện về tình cảm hay là cần nghiêm túc thì vẫn là nghiêm túc. Để sau này cũng thấy em nói là anh càng lúc càng thấy anh với em giống homie lắm, bởi vì thế. Tại vì anh muốn là không phải là lúc nào mình cũng sẽ như thế, lúc nào cũng sẽ phải nghiêm túc để nói chuyện các thứ này kia. Cũng có những lúc mình cần giải tỏa stress đúng không? Thì bây giờ đang là thời gian vui mà. Thì vui thôi. Còn sau này thì khác. Nhưng mà ở cạnh anh thì em sẽ luôn được cười. Anh sẽ không làm cho em phải khóc như hôm trước. Em khóc đâu. À thế à? Thấy dân tình đồn là em khóc. Thấy dân tình đồn là em khóc nên là anh chỉ nói hôm nay có khóc không? Hả? Khóc không? Từ từ. Ghen. À, hôm nay có khóc không? Chút chút. Có chút, có khóc à? Chút chút. Khóc vì sao? Thì mới nói rồi là em không có muốn bị nói dối. À. Anh đâu nói dối em đâu. Cuối cùng sự thật là cũng không ai nói dối ai cả. Nhưng mà nó chỉ là những cái thời điểm nó như thế, em cũng hiểu mà. Nhưng mà đến bây giờ thì tất cả mọi thứ xong rồi. Hôm trước em nói là để chờ anh mấy ngày xem anh như thế nào, đúng không? Ừ. Thì hết mấy ngày rồi thì em thấy như thế nào? Hiện tại thì đang ổn. Ừ. Nhưng mà mai về thì không biết có chơi với nhau không? Quan trọng là em về em có muốn chơi với anh không? Thường mấy người nói vậy là mới là hay này kia đấy. Yeah. Anh hứa anh sẽ chỉ trong hai người chỉ một người hưởng thụ thôi. Giờ đây cũng sai nữa rồi. Ừ, ok, rồi biết rồi. Tối nay chắc chắn anh sẽ cầm đúng. Ok, mọi người ghi nhận. Nhận cái tuổi em nói rồi. Anh đoán bằng tay em đi. Nhiều khi tối nay em lại không đứng vào mấy người đó như không phải chơi gì Diễm vậy đó. Mình nghĩ là sau cuộc gặp vừa rồi thì phần nào mình cũng đã nói hết những cái gì mình nói được, những cái gì mà mình muốn nói. Mình hy vọng là Thảo sẽ hiểu. Và mình khá là mong chờ vào cái buổi tối ngày hôm nay. Khi mà càng có nhiều cơ hội đi chung với nhau, càng tham gia nhiều hoạt động thì mình hiểu Long nhiều hơn. Cái lo lắng của mình giờ đây chỉ là hôm nay là ngày cuối rồi. Và khi mà trở lại cuộc sống bình thường, khi mà mỗi người đều có công việc riêng, đều có một sự bận rộn riêng, khi không còn máy quay nữa thì mọi chuyện nó sẽ thay đổi, nhưng mà không biết là nó sẽ theo cái chiều hướng tích cực hơn, cố gắng hơn, hay là nó sẽ đi cái chiều hướng tiêu cực, thì mình hơi lo lắng chút xíu. Nhưng mà hiện tại trong nhà chung thì mình cảm thấy yên tâm về Long hơn. Diễm, sao chị không FaceTime cho anh Brad? Giờ này chắc Brad đang họp. Em chỉ là một người đứng bên lề thôi. hồi nãy còn chị này tưởng anh này miêu xong rồi thì bảo thôi hai người chứ không cũng bỏ mình đi luôn. Tuấn Anh với miêu đi đâu rồi hả? Tuấn Anh với miêu đi đâu em đâu biết đâu,
giờ em cô đơn lắm. Đấy, không có cầm máy để cho em xem chứ anh tóc trắng trong anh ấy nào. Có, em thấy rồi. Ủa sao thế này à? Anh Năm cho coi. Hai người tí làm thế, tôi muốn rớt xuống đây ghê vậy trời. Vậy sao thầy hay vậy? Hả? Vậy sao thầy hay vậy? Thì phải đang diễn mà. Thôi em. Tôi muốn rớt xuống đây luôn. Mình, em cũng quen, em lộn người khác. Lượt thứ hai đến phiên các cô gái được chọn chàng trai mình muốn nói chuyện. Cho chị Diễm chọn chứ, nãy Diễm không có ai. Diễm chọn, ok. Nãy chị Diễm không có ai đúng không? Rồi cho Diễm chọn. Diễm chọn cái khoảng trống này nè. Ủa em làm quê gì? Hình của anh rất. Dường như trong lòng Thảo vẫn còn một chút nghi ngờ đối với Long. Đấy, không có cầm máy, để cho em xem rồi chứ anh tóc trắng trong anh ấy nào. Có, em thấy rồi. Ủa sao thế này vậy? Anh Năm cho coi. Hai người tí làm thế, tôi muốn rớt xuống đây ghê vậy trời. Vậy sao thầy hay vậy? Hả? Vậy sao thầy hay vậy? Thì phải đang diễn mà. Thôi em. Tôi muốn rớt xuống đây luôn. Mình em cũng quen, em lộn người khác. Đâu tay à? Mình với Nhân còn có một chút khúc mắc. Mà cái hôm tối nói chuyện thì hai tụi mình chưa có cởi mở với nhau được. Thì ngày hôm nay mình muốn cái cơ hội nói chuyện cuối cùng này mình sẽ nói chuyện với Nhân. Okay. Đi anh. Nếu như mà lần thứ hai được chọn thì mình sẽ chọn Nhân. Lúc ấy là mình với Nhân cũng đang nói chuyện với Nâu thì kiểu cũng chưa có xong nên là cũng đang muốn hai đứa nói chuyện với nhau nhiều hơn một tí. Nhưng mà lúc đó thì Thảo chọn Nhân nên là mình quyết định chọn lại Tuấn Anh. Giây phút quyết định sắp đến, Long và Thảo ngày càng khăng khít nhưng hình như mối nghi ngờ vẫn còn trong Thảo. Với Vi, liệu cơ hội tìm một nửa có còn hay không? Brad dành tình cảm cho cả Diễm và Huyền. Tới cuối cùng, anh sẽ tỏ tình với ai? Diễm và Nhân liệu có giữ được bí mật đến giây phút cuối cùng? Mời các bạn đón xem tập cuối cùng của Ngôi Nhà Chung Sơ Đi 10 vào tuần sau. Nên là sống vô tư với nhau.